Thưa quý vị, tại các trường học, thư viện là nơi khơi nguồn và đáp ứng những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh, giúp học sinh nuôi dưỡng hình thành văn hóa đọc. Những góc thư viện mở, những hoạt động thư viện phong phú đã được các trường học trên địa bàn thành phố chú trọng phát triển thời gian qua, góp phần tạo nên phong trào đọc sách hứng khởi trong học sinh. Với các em học sinh trường tiểu học Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, giờ ra chơi luôn là khoảng thời gian thú vị khi được đắm chìm trong sách ở một không gian mở. Khác với mô hình thư viện truyền thống, học sinh có thể đọc sách ở sân trường hoặc ghế đá với không gian thân thiện, gần gũi. Vạn điều hay đã được mang đến từ mô hình này. Em và các bạn rất là thường xuyên đến thư viện mở để đọc sách và không gian ở đây rất là thoáng mát, dễ chịu và đầy đủ ánh sáng cho việc đọc sách và rất tiện lợi cho việc đọc sách. Hiện nay, hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố đều tận dụng không gian để xây dựng các thư viện xanh, thư viện mở hoặc các góc đọc ngay tại lớp. Mô hình này không chỉ góp phần tạo thói quen đọc sách cho học sinh ở mọi nơi, mọi lúc, mà còn tác động tích cực tới chất lượng giáo dục. Đối với trường tiểu học Điện Biên Phủ thì diện tích nhỏ hẹp, nhưng mà để cho các em tạo cái hứng thú học tập cho các em thì nhà trường tạo ra những cái không gian đọc sách, thư viện mở nhà trường. Trong năm học vừa qua thì mặc dù tình hình dịch bệnh rất là phức tạp, nhưng nhà trường cũng đã xây dựng được cái tủ sách thư viện mở, và trong những giờ chơi hay là những giờ mà học sinh nghỉ trưa bán trú buổi trưa trước khi đi ngủ thì cả con cùng xuống rất là hứng thú để đọc sách. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay bậc tiểu học có 94 trên 99 thư viện đạt chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ 94,95%. Bậc trung học cơ sở có 56 trên 60 thư viện đạt chuẩn, tỷ lệ 93,33%. Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, tạo không gian xanh để khơi gợi hứng thú cho học sinh trong việc đọc sách, những tiết học thư viện được triển khai ở các bậc học cũng là cơ hội để học sinh có thêm cảm hứng, thẩm thấu những giá trị mà sách mang lại. Mặc dù là chưa thực hiện cái chương trình 2018 đối với học sinh lớp 4, lớp 5, nhưng mà nhà trường vẫn chủ động mà cho giáo viên chủ nhiệm linh hoạt tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm, ví dụ như là cái tiết đọc thư viện. Trong thời đại nghe nhìn, sách in vẫn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc lưu giữ, bảo tồn các kiến thức, và thư viện vì vậy vẫn luôn có một vị trí hết sức thiết yếu trong trường học. Nhưng để kéo chân được học sinh đến với thư viện, từng bước hình thành tình yêu với sách, việc đổi mới hình thức hoạt động của thư viện cần tiếp tục được đầu tư đẩy mạnh hơn nữa để chồi cây mang tên đam mê đọc sách dần lớn lên.